Thank you.
nó tính là công nó không được cao. Dạ. Vâng. Vâng. Bất lực mộng. À. Vâng. Dạ. Khỏe nhất là cũng được 20 thôi, còn lại là không thì cứ 20 đổ về. Vâng. Thế thế mới biết là làm rèn mất sức cô nhỉ. Vâng. Bây giờ ở bên này chiếm có 80% là làm rèn. Làm nghề. Làm này. Vâng. Mấy hôm nắng nắng như vừa rồi mà làm rèn là vất vả lắm ấy. Dạ. Dạ. Vâng. Dạ. Thường thường một con dao ở đây bán ra là nó tầm khoảng bao tiền đến bao nhiêu tiền hả cô? Dạ. À. Dạ. 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 À. Vâng. Tức là chất lượng dao là không phải nhà nào cũng giống nhà nào. Dạ. Tùy vào kỹ thuật của người làm nữa, người thợ. Dạ. 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 Nhưng ngày xưa cách đây mấy năm thì là khi mà chúng ta vào làng nghề đa si là chúng ta đã nghe tiếng dao kéo rồi, nhưng mà đợt này các năm đổi lại đây thì các máy móc đã trợ giúp được cái sức lao động của các cái thợ rèn, nên mà khi mà chúng ta vào làng là không còn nghe tiếng dao kéo và tiếng sắt loảng choảng như ngày xưa. Đây là ngoài mặt cái đường chính mà có thể là nói là bán các cái sản phẩm về dao kéo cũng như là của sản phẩm của cái làng làng nghề. Minh Toàn xin mời các bạn chúng ta hãy đi một đoạn cái đường chính này nhá. Đi thẳng đường này lên là chúng ta đi từ dưới làng Đạt Si lên Hà Đông.
lên trung tâm của Hà Đông đấy ạ. Ở đoạn này thì là chưa thấy bán các sản phẩm nhiều các bạn ạ. Nhưng chúng ta đi lên một đoạn nữa là các sản phẩm bày bán ở các dọc đường rất là nhiều. Đây, như đoạn này các bạn hãy quan sát nhé. Đây là làng nghề truyền thống mà được chứng nhận là một cái làng nghề phải bảo tồn cái di tích văn hóa của Việt Nam. Chúng ta ra đây là chúng ta đã ra khỏi cái khu mà sản xuất rồi. Đây chúng ta vòng lại một số cái nhà sản xuất nữa nhé, để quý vị bạn hiểu rõ thêm về cái làng nghề đa sĩ. Đây các bạn, ở ngoài mặt đường lớn thì hầu như các gia đình ít sản xuất, thì chủ yếu là đi vào trong làng thì các cái hộ sản xuất vẫn là giữ được cái nét đẹp truyền thống cũng như là nét đẹp của làng nghề, vẫn theo được cái tổ nghiệp ngày xưa để lại. Những con dao ở Đa Sĩ đây là những con dao mà có thể nói là rất là sắc bén. Nếu mà ai mà đã dùng cái sản phẩm dao kéo của làng nghề Đa Sĩ thì hẳn quý vị các bạn sẽ không muốn dùng cái sản phẩm khác ngoài của cái làng nghề này về dao kéo đâu. Đây các cái tủ trưng bày bán dao kéo.